Bài thuốc này thực sự sẽ giúp được rất là nhiều bà con bị chứng bệnh, ví dụ như là xơ gan này, xơ gan cổ trướng, bụng dồn dịch, có dịch, hay là với những người viêm gan nặng. Thế bài thuốc này hiện tại em đang lấy cho một số bệnh nhân, có phối hợp thêm một số vị thuốc quý khác nữa, và phản hồi của bệnh nhân mọi người có thể xem rất là tuyệt vời. Đây là một chị bệnh nhân bị ung thư gan, và khi đó thì dịch dồn xuống ổ bụng cực kỳ nhiều, và tiến triển của bệnh ấy là từ xơ gan mà hình thành. Xơ gan có nhiều nguyên nhân, có thể do viêm gan virus, hay là do xơ gan do rượu. Nó khi hình thành đến giai đoạn mất bù thì sẽ dần dần chuyển hóa thành những giai đoạn như là ung thư gan. Thế thì khi điều trị, đây là cái cây mang tên là cây trị thiên, và mọi người có thể sử dụng cho em cái cây này, dễ, nó rất là thơm, và sử dụng hàm lượng khoảng 30 gram tươi hoặc là 20 gram khô, sắc với 500 ml nước đun sôi và uống hàng ngày nhé. Đó là với những người mà lấy được vị trị thiên. Ngoài ra, nếu như mọi người muốn kết hợp những thang thuốc em đang bốc cho bệnh nhân thì có thể liên hệ trực tiếp với số của em là bác sĩ Nguyễn Phương 0989 517 397, và em có Zalo số đó. Và khi mọi người lấy thuốc bên em thì em có tư vấn cho mọi người từ quá trình ăn uống kiêng khem như thế nào, hay là quá trình dùng thuốc và sử dụng ra sao để đạt được hiệu quả cao nhất. Và mọi người đừng ngần ngại, có thể nhấc máy lên và gọi trực tiếp cho em hoặc nhắn tin cho em nhé. Mong mọi người theo dõi, chia sẻ để nhiều người biết tới những vị dược liệu quý như này hơn.